Xin chào tất cả các bạn. Thì mấy hôm rồi mình khá là bận, gần Tết đến nơi rồi, nên công việc của mình khá là bận. Hôm nay mình sẽ cố gắng làm một video. Hôm nay mình sẽ làm một bài video là đến bài số 14. Đây là chặng đường của chúng ta theo các nít bài giảng nó đã gần hoàn thiện đến nơi rồi. Các bạn có cần yêu cầu thêm về phần gì thì các bạn hãy cứ comment bên dưới giúp mình, hoặc nhắn tin trực tiếp đối với mình. Mình sẽ cố gắng support hết những cái phần yêu cầu của các bạn mong muốn. Ok, các bạn cứ gửi trực tiếp comment và xuống bên phần video của mình nhé. Mình sẽ chủ động liên hệ và làm các video các bạn mong muốn thực hiện. Cảm ơn tất cả các bạn. Thì ở đây mình sẽ làm ra hướng dẫn lập trình truyền thông bài 14, hướng dẫn lập trình truyền thông Profinet giữa hai POC và giữa POC với biến tần Siemens. Thì mình có là một bài truyền thông Profinet giữa IO giữa thằng POC S7200 với thằng POC của bot ZDOS. Các bạn có thể xem video ở trong phần nít video của mình, nít video khác ạ, Ethanol đấy ạ. Đó là cái cấu hình truyền thông Profinet giữa hai biến tần khác hãng. Còn đối với biến tần Siemens thì làm sao ạ? Thì nó sẽ đơn giản hơn một chút nữa. Để mình sẽ mượn một con biến tần và mình sẽ làm bài đấy. Còn hiện tại thì đây chúng ta sẽ cấu hình truyền thông Profinet giữa hai POC trước nhé. Thì chúng ta có hai cách, một là config put get. Mình không phải là chúng ta có hai cách mà mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách put get và config. Modbus TCP. Còn TSEN phần BSEN SD hoặc các thứ đó thì các bạn có thể học thêm, nghiên cứu thêm với Siemens. Còn hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách cơ bản nhất là cấu hình PutGet và cấu hình Modbus TCP. Ok. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cấu hình PutGet trước nhé. Còn lại đối với TCP và cấu hình truyền thông Profinet giữa POC Siemens OK G120P hoặc là G120X. Đó. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là bài cấu hình PutGet nhé. Chúng ta khởi động phần mềm TA Portal. Mình nên tạo một cái notepad nhỉ. Đây là config truyền thông Profinet POC S7200 với POC S7200. Mình mở ngoặc luôn là PutGet nhé. Ok. Bước 1 này là step 1 config hardware and connect Profinet. Ok, chúng ta tạo project mới, create new project, chọn đường dẫn vẫn như các thao tác mà các bạn học cái bài này thì có thể là khá quen thuộc rồi. Mình sẽ làm thao tác nhanh một chút nhé. New folder OK, mình select project bài 14.1
sorry, không được sử dụng hai chấm. Config truyền thông profinet giữ hai POC F7200 hoặc là Puget. Sorry, chắc không sử dụng được cái này. Đó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mô phỏng nhé. Vì hiện tại mình chưa mượn được một con POC nữa. Mình sẽ cố gắng mượn thêm một con POC nữa để làm câu hình truyền thông Modbus TCP giữa hai POC cho các bạn. Nó cũng tương đối đơn giản thôi. Ok, config. Mình sẽ config hai POC. Ở đây mình sẽ add no add hai con POC vào đây, 7002. Sử dụng 1214. Rất là thông dụng để CDC. Ok, một con. Mình fix lại cái địa chỉ nhé. Mình fix lại cái địa chỉ của mình để sau connect cho nó phù hợp. 17.16.1.200. Device network. Add new thêm một con nữa. À còn 214 ACDC nghe đi. Lên đây. Ok. Đây là server. Đây là client. Ok. Tiếp theo là cấu hình đường mạng cho client. 1.10 server 17.16.1.20. Ok, đối với Puget thì các bạn lưu ý là phải enable Puget lên nhé. Node enable Puget. Đây, thì các bạn cái enter enable system clock cho mình giúp này. Đầu tiên này, cái này thì gần như các bạn dùng suốt ngày rồi. Cộng thêm đến với cái phần protection. Không phải. Enable Puget trong protection and security, các bạn kéo xuống cái phần connection đây này, connection metrics thì các bạn không, các bạn kéo xuống lại được. Nhớ này, permit accept with Puget communication from remote partner, có nghĩa là cho phép truy cập với Puget, kết nối truyền thông Puget từ cộng sự từ xa. Ok. Partner. Client cũng tương tự. Các bạn vào trong protection and security. Permit access. Ok. Đó. Các bạn vào device network. Kết nối giữa hai con POC giúp mình. Xong. Ok. Sau đấy, các bạn vào phần mềm. Step 2 config db config POC server. Ok, đối với server thì chúng ta làm sao ạ? Chọn vào main này, tạo cho mình một cái db db data
Thì trong này sẽ có read, một mảng read array 10 đi. Mình muốn là gì cũng được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là what, à đâu, real đi. Ok, mình sẽ thử trước, mình sẽ test cho các bạn. Right cũng là real. Các bạn lưu ý bỏ optimize, bỏ cái tối ưu db giúp mình. Thế cái này thì các bạn bỏ cũng được, không cần được, nhưng mình thường là mình sẽ bỏ để sau này có một vài ứng dụng đến nó. Đó, xong. Sorry. Các bạn vào main. Config PC đầu tiên là create db read and write. Cái bước thứ hai là config put và config get. Ok, thì đây các bạn đến S7 communication, nó sẽ phần put get. Thì put là gì? Put là read, à là đẩy, là write to snap. Còn get là gì? Read from snap. Get, à put là viết hay là đẩy dữ liệu xuống snap. Get là đọc dữ liệu từ snap. Ok, thì các bạn đầu tiên cứ hình cho một cái, mình một cái put, put db. Tiếp theo là cái get, get db. Ok, đối với hai cái này á thì các bạn cần lưu ý cho mình là cấu hình thêm một cái nữa, xung đường truyền, hay nói cái khác là chúng ta hay như trong tài liệu mình đã viết đây, tài liệu của mình hướng dẫn kéo thả giữa các con POC với nhau về cấu hình truyền thông Profinet về put get đó. Thì chúng ta kéo thả hai mà hai con put và get, put viết xuống slab, hay nói cái khác là cái cấu hình đó. Đây là cái hướng dẫn cấu hình get đọc từ slab lên master. Cấu hình dữ liệu thì các bạn cần lưu ý cho mình, chúng ta cần tạo ra một khối sr để tự reset khi chúng ta đọc ghi theo thời gian thực. Ok, sr. R. Cái này nó sẽ là put db hay là db2.req. Ok chưa? Reset là gì? Done db2.done hoặc nó là error db2.error. Còn cái này nó sẽ luôn truyền cái này để làm gì ạ? Có nghĩa là nó sẽ luôn truyền khi không, khi hoàn thành nó sẽ reset, và khi error nó sẽ reset, còn nếu không nó sẽ luôn truyền, đúng không, theo thời gian thực. Ok, đối với get cũng tương tự, các bạn cũng làm thêm cho mình. Đây mình sẽ db2.done db2.error. Thực ra cái này các bạn không cần cũng được, db2.status. Nhưng các bạn muốn các bạn hãy dùng cái này để nói tỷ số cho nó ấy hơn. Mình thường thường sẽ dùng những cái này. Đây, trong tài liệu mình cũng đã viết. Đây, tự động tạo ra nó thôi. Tiếp theo đối với get, mình copy đến get db. Cái này cũng là get db. Đây, đây là db3.done. À, không phải là done nữa, mà cái này nó sẽ là ndr. Có nghĩa là khi các bạn đọc xong đó, db3.error. Ok, đó. Tiếp theo đến cấu hình put, thì trước khi cấu hình put, các bạn hãy cấu hình slab giúp mình.
Ở đây mình sẽ có cấu hình snap config PUC client create db. Ở đây mình sử dụng db nhé. Read write. Mình không sử dụng biến m. M cũng sẽ tương tự, nhưng mà mình thường sẽ sử dụng db nhiều hơn, như các video mình đã hướng dẫn các bạn. Thì đa phần mình chỉ sử dụng là db. Mình cũng sẽ tạo một cái db. Db1. Trong db1 này sẽ có gì ạ? Sẽ có phần, đối với con kia là write và read, con này sẽ là read và write. Array dạy mã mình cũng cho là real 10. Tiếp theo là write mình cũng cho là 10. Mình lại bỏ cái tối ưu db đi. Tại sao mình bỏ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút, một nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, tiếp theo đến mình cấu hình ạ. Mình cấu hình lại partner của nó là gì, là địa chỉ slave client. Ok, đó đã xong tất cả cấu hình xong. Thiết lập kết nối block parameter thì các bạn sẽ có cái write và cái read và length. Thì ở đây các bạn cấu hình trong này cũng được, còn mình sẽ cấu hình bên ngoài. Tiếp theo là đối với get cũng sẽ tương tự. Partner tối đa của một S7, một con S7 7200 á thì sử dụng được 8 put get thì phải. Mình không nhớ rõ nhưng hình như nó là 8 put get. Block parameter thì mình sẽ bổ sung thêm. Ok. Tại sao mình nói địa chỉ bổ sung thêm á? Thì put là send. Thì các bạn lưu ý ở đây có lệnh put ADDR là gì? Là địa chỉ của slave. Lưu ý nhé, ADDR là địa chỉ tại slave. Ví dụ ở đây, cái này là địa chỉ của slave, cái này là địa chỉ của master gửi xuống slave. Lưu ý, tất cả ADDR đều là địa chỉ của slave. Not ADDR is address data of slave. Nhớ nhé, SD and read RD address là địa chỉ data of master. Ok. Đây, địa chỉ của slave là gì khi các bạn muốn send vào? Thì các bạn muốn send á thì ở đây chúng ta có địa chỉ của slave. Nó là thăng db1 chấm dbx 0.0 real 10 p thăng nhé, sorry tại sao nó lại sai chấm. Ok, tại sao nó lại là cái địa chỉ này thì mình sẽ đọc vào từ 0 đến 10, từ địa chỉ 0.0 và data bit là real 10 ứng với 10 cái này. Ok chưa? Địa chỉ mình send là gì? Địa chỉ mình send của mình là p thăng db1 chấm dbx 44.0 từ địa chỉ write 44.0 real 10. Ok, có nghĩa là mình gửi từ thằng 44.0 này đủ 10 bit, à đủ 10 real đến thằng từ 0
đến 44, 40 này cũng là 10 real, ok chưa? Tiếp theo đến get là mình đọc về, mình đọc về thì ở đây nó sẽ là p thăng db 1 chấm dbx 44 chấm không ạ, từ thằng slave write lại poc real 10. Còn nhận về là gì? P thăng db 1 chấm dbx 0.0 real 10, ok chưa? Get db 3 chấm enter db 3 chấm error db 3 chấm status, ok. Thì đây là toàn bộ cấu hình, chúng ta sẽ test và mình sẽ chỉnh sửa nếu có vấn đề gì xảy ra. 4 commissioning, ok. Ở đây mình sẽ mô phỏng hai cái POC server, các bạn kích chuột phải vào cái property và protection enable cái simulation block của mình nhé. Covid lại căng bách rồi, các bạn ra trường ra đường nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Load xuống server. Server. Tiếp theo chúng ta sẽ download xuống thằng slave. Thì cách này là cách truyền thông đơn giản nhất giữa hai POC. T send, B send các thứ thì nó sẽ phức tạp hơn một xíu, về bản chất nó cũng sẽ tương tự thôi. Nếu các bạn có yêu cầu nốt xuống bên dưới. À, đợi mình một chút. Client server ok chấm 20 client chấm 10. Run. Vì khởi động hai con mô phỏng cùng một lúc nên máy của mình khá là lag. Một bước TCP có thể mình sử dụng UCC bất ven được, thì mình sẽ cố gắng test và hướng dẫn các bạn. Tốt nhất mình nhìn thấy thứ hai POC thật cho nó tiện, đúng không ạ? Mình mô phỏng xem có lỗi gì không ạ. À, đã nhận dữ liệu bình thường rồi ạ. Ok, mình sẽ mô phỏng hai cái db vào đây, một cái và hai cái. Ở đây nếu mình write số 1 là 1000 đó, thì bên slave các bạn để ý đây là client nhé và đây là server nhé, nhận thấy không? Mình cho 1000, 2000, 3000, 4000, tất cả đều là hệ real nhé. 5000, 6000, 7000, 8000, các bạn có thể là bool hoặc là bất kể những cái gì. 9000, 10.000. Mình thử xem cái real 10 của mình nó có liên hệ được cái cuối không. 11.000. Đó, thì cái real 10 của mình chỉ từ 0 đến 9 thôi ạ. Thì các bạn muốn các bạn có thể lên real 11, lưu ý nhé. Tại vì từ bit 0 đến bit 10 là sẽ có 11 cái, đúng không ạ? Từ 0, từ 1 đến 10 sẽ có là 10, còn nó từ 0 đến 10 là sẽ là 11. Ok, bây giờ tiếp tục mình nhập đây, hoàn toàn không nhập được. Các bạn thử đây là slave nhé, các bạn lưu ý đây là client, đây là server. Thì mình sẽ nhập vào đây 1, đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11. Ok. Thì các bạn đang thấy là cái này đang thiếu nhận cái 10. Thì mình sẽ vào DB cái này. Mình sửa nó thành real 11. Put và get cũng là real 11. Mình download. Đó, các bạn thêm 11.000 đúng không ạ? Và các bạn vào DB của thằng server cũng thêm 11 đúng không ạ? Đó. Thì đó là toàn bộ bài hướng dẫn về truyền thông put get giữa hai POC theo số hệ real và theo cái hàm mình đã sử dụng. Thì các bạn, một phút chụp quảng cáo một xíu, các bạn có cần mua thiết bị của Siemens thì cứ inbox liên hệ giúp mình, hoặc có vấn đề gì cần thắc mắc và hỏi hãy liên hệ giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn.